Ngày 11 tháng 10, tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị làm việc với các hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân và gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu đại diện các doanh nghiệp, hội, hiệp hội doanh nghiệp doanh nhân trong tỉnh Hà Nam, trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm đồng hành của tỉnh đối với cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời đề xuất kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Hà Nam một số nội dung liên quan đến việc hỗ trợ kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ, tuyển dụng nhân lực, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình hoạt động, quan tâm tạo điều kiện cho phụ nữ làm chủ doanh nghiệp, có chính sách hỗ trợ các hội, hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh, việc tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, xem xét điều chỉnh quy hoạch vùng tỉnh giai đoạn 2025-2030. Ngày 11 tháng 10, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo thúc đẩy hợp tác lao động Việt Nam châu Âu. Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan đồng chủ trì. Trên tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ với phương châm cầu thị, hội thảo đã lắng nghe chia sẻ của các bộ ngành và các đại sứ quán Việt Nam, các đại sứ quán châu Âu tại Việt Nam và doanh nghiệp, đào tạo và cung ứng nhân lực nhằm có cách tiếp cận mới để nâng cao hiệu quả công tác đưa người Việt Nam đi lao động ở châu Âu, cũng như thúc đẩy mảng hợp tác này trong quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước khu vực châu Âu. Lãnh đạo hai bộ Ngoại giao và Lao động Thương binh và Xã hội cùng nhất trí trong thời gian tới thực hiện tốt chính sách xuất khẩu lao động, duy trì và phát triển hợp tác bền vững, bảo đảm quyền lợi của người lao động. Ngày 11 tháng 10, lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức thăm hỏi động viên các doanh nghiệp đang đầu tư tại các khu công nghiệp, đồng thời lắng nghe nguyện vọng, đề xuất cơ chế chính sách liên quan đến định hướng mở rộng quy mô phát triển. Đối với dự án pin năng lượng do công ty trách nhiệm hữu hạn ITC Vina đề xuất, lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng hoan nghênh xu hướng phát triển năng lượng xanh của công ty, phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của thành phố hiện tại và trong tương lai. Tại công ty cổ phần Sài Gòn Đà Nẵng, lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục triển khai hoàn thành đảm bảo chất lượng các dự án, nhất là các dự án nhà ở xã hội, tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng, bám sát định hướng phát triển của thành phố, trong đó có các nghị quyết đặc thù, chú trọng các dự án hạ tầng phải gắn với cảng liên triều, tạo ra không gian bảo đảm tính liên hoàn trong quy hoạch khu sản xuất, logistics và thương mại dịch vụ. Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu các sở ngành tích cực tháo gỡ những vướng mắc khó khăn còn tồn tại, tạo môi trường thuận lợi, tin cậy cho doanh nghiệp đầu tư làm ăn phát triển.